cách tùy chỉnh nút dành cho anh em mới mua và chơi cầm khi chơi FC Online. Đầu tiên là trong mục cài đặt thì anh em qua phần cài đặt HUD giúp mình nha. Ở mục hướng dẫn giúp đỡ thì cái tính năng này khá là quan trọng đối với những anh em nào mới chuyển qua tay cầm mà anh em cần phải nhớ nút, thì anh em ấn giúp mình nút hiển thị, sau đó anh em ấn xác nhận giúp mình. Thì cái tính năng này sẽ giúp anh em là khi mà chúng ta chơi chúng ta sẽ nhớ được phím hơn đối với những anh em mà mới tập chơi ở giai đoạn đầu. Tiếp theo là mục cài đặt điều khiển ở mục tay cầm nha. Thì cá nhân mình là một người chuyển từ bàn phím qua tay cầm á, thì mình lúc đầu mình chơi là mình để mặc định và mình không chuyển hay chỉnh sửa bất kỳ một cái nút nào. Mà mình cũng khuyên rằng anh em nào chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một cái thể loại game nào chơi tay cầm, hoặc là chúng ta chưa từng sử dụng tay cầm trước đây mà chúng ta mới mua tay cầm về, chúng ta mới tập chơi, thì mình khuyên anh em là khi chơi FC Online chúng ta hay nên để mặc định như này từ nhà phát hành nha. Thì như thế anh em sẽ vừa chơi vừa học và nó cũng sẽ nhớ phím khá là dễ dàng hơn. Tiếp đến, nếu mà chúng ta chỉnh phím hoặc chúng ta đã từng tiếp xúc với những cái game đại loại như là PES hoặc là FIFA truyền thống, thì anh em có sẽ ấn vào nút tùy chỉnh mặc định giúp mình. Đó, ví dụ như là cái nút LT và LB, RT và RB, người ta sẽ đổi hai cái nút này lại cho nhau. Cũng như tiếp đến đó chính là nút chuyền bóng và nút sút, đó, X và B. Ở đây thì chuyển rất là đơn giản thôi, che bóng này và sử dụng kỹ thuật, thì em chỉ cần nháy một cái đổi lại cho nhau thế là xong. Đó, thì chúng ta sẽ tự đổi lại cho nhau rồi và chúng ta không cần phải chỉnh nhau rồi, chỉ cần đổi một lần thế là xong. Đấy, chạy nhanh này, chạy nhanh và sút xoáy này, đấy, ấn lại một lần, đấy, hai cái này nó sẽ tự đổi lại cho nhau và chúng ta không cần phải chỉnh nữa. Tiếp đến X và B này, đổi lại cho nhau này, chuyền bóng tạt đánh đầu này, đổi thành sút vô lên đánh đầu, đó, như vậy thôi. Còn với cách thứ ba đó chính là chúng ta đổi theo phong cách của chính bản thân. Cách này thì mình khuyên là anh em nào phải có khả năng nhớ vị trí và cũng theo sở thích cá nhân nha. Ví dụ như ở đây anh em đổi chọc khe đúng không, thì anh em đổi thành sút chẳng hạn thì nó sẽ đẩy lên đây. Nói chung là tùy sở thích của mỗi người. Thì cái cách ba này thường áp dụng cho anh em mà đã có kiến thức cũng như là đã từng trải nghiệm tay cầm cũng như là đã chơi những cái tựa game bóng đá khác rồi. Khá là nhiều trường hợp anh em đổi nút xong mà cũng không nhớ nút, và nên là mình khuyên là nếu mà anh em chưa từng tiếp cận cái tay cầm thì anh em nên để mặc định, và nó cũng là cái mà chúng cái là rất rất là dễ chơi. Và đó là